Và hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video vệ sinh chuồng hamster nha. Thì hôm trước á, mình có làm một cái video nhưng mà mình chỉ vệ sinh dạng như là vệ sinh khô thôi các bạn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ tổng vệ sinh nhưng mà mình sẽ vệ sinh bằng nước luôn. Đấy, mình sẽ đem mấy cái chuồng này ra ngoài. Đấy, và mình sẽ gọi là rửa nước rồi rửa xà bông, đồ cho nó sạch sẽ rồi mình sẽ đi phơi nắng nha. Đó, thì mấy hôm nay không biết sao nhưng có thấy khá là nhiều bạn kêu mình làm cái video vệ sinh chuồng hamster á, cho nên là hôm nay mình sẽ vệ sinh luôn. Đấy, sẵn mấy cái bình nước rồi nè, nó cũng bị đóng rong rồi, cũng khá là nhiều rồi, cho nên mình sẽ vệ sinh luôn. Rồi thì nếu như mà các bạn nuôi nhiều như mình á thì khoảng một tháng các bạn nên vệ sinh nước một lần nha, các bạn rửa xà bông chuồng rồi cho nó sạch sẽ. Còn các bạn nào mà nuôi ít, khoảng một hai bé thì các bạn có thể vệ sinh thường xuyên. Đấy, hàng tuần các bạn vệ sinh, một tuần các bạn vệ sinh lần cũng rất là ok. Mình thấy có nhiều bạn rất là siêng, mỗi lần mà các bạn vệ sinh chuồng á là các bạn đều rửa nước rồi rửa xà bông rồi rất là kỹ luôn, thì cái đó thì nó càng tốt thôi chứ không có gì hết. Đấy, rồi và đây con chuột bia của mình nè, đang uống nước các bạn ơi. Thì mùa hè mà cho nên khá là nóng, cho nên là các bạn lưu ý cái bình nước phải thật là đầy đủ nha. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vệ sinh nha các bạn.
Rồi và sau gần một tiếng thì cuối cùng mình cũng đã vệ sinh xong hết mấy cái chuồng của mấy con chuột rồi. Đây ở trên này thì mình sẽ phơi chén ăn với lại bình nước nha các bạn. Đấy, chén ăn với lại bình nước thì mình rửa xà bông và mình sẽ rửa sạch đây nha. Đấy, đặc biệt là cái bình nước là các bạn phải rửa sạch xà bông nha. Để thôi hamster mà nó uống mà trúng ngay cái bình nước mà nó còn xà bông á thì nó sẽ chết nha các bạn. Đấy. Ok, đấy chén ăn đồ đầy đủ rồi. Mình phơi nắng thứ nhất là để cho nó khô. Thứ hai là nó sẽ diệt khuẩn đồ rất là ok luôn. Rồi dưới này là lòng với lại đế của lòng nha. Đấy. Rồi thì mấy cái lòng này nói chung là nó cũng bị hư một phần các bạn. Đấy. Ví dụ như là cái lòng nhựa này nè. Đấy cái thùng nhựa nó cũng bị cắn một miếng rồi. Mấy con chuột nó phá quá các bạn ơi. Thì nếu có thể thì vài hôm nữa mình sẽ làm một cái video thay chuồng cho nó nha. Đấy, cái chuồng nào mà nó gọi là suy sụp quá thì nó xấu quá thì mình sẽ thay mới. Còn cái chuồng nào mà còn xài được thì mình sẽ vẫn để cho nó xài nha. Đấy, ở đây có một hai cái gì nó bị cắn hết chốc hết nước sơn rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ để ở đây cho nó mấy cái lòng này nó phơi ở đây một tí nha, cho nó khô. Đấy, với lại nó diệt khuẩn đồ. Rồi mình sẽ vào trong coi mấy con chuột mình nó như thế nào rồi. Đây. À đây, mình giới thiệu cái xe huyền thoại của mình luôn. Đó, có chuột huyền thoại thì hôm nay có xe huyền thoại nha. Đấy, khẩu trang nãy mình đeo mình vệ sinh nè. Nón nè, ở dưới này thì mình có gắn một cái con gì nè các bạn. Con này thì mình thấy người ta bán ngoài đường rất là nhiều. Ý, con chào hay gì đó, mình mua con về thử. Đó, rồi bây giờ vào trong coi mấy chuột như thế nào nha. Đấy, ở đây thì cái bao mùn cưa này á, thì một tí mình sẽ đem ra phòng khác mình bỏ nha các bạn. Đấy, các bạn để trong bao gì nha, để cho nó đừng có bay mùn cưa tùm lum nha. Rồi đây là mấy con chuột mình để nhà đỡ ở đây nha các bạn. Đây con bia. Đấy con bia mình để đỡ trong cái lồng mini này. Đấy mình có khóa một cái kẹp như thế này nha các bạn. Đấy. Ví dụ như mà cái cửa lồng của bạn nào mà không có cái chốt khóa. Đây ví dụ cái cửa lồng mini này. Đấy nó không có thiết kế một cái móc khóa các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng cái kẹp này là kẹp đồ nha. Đấy, kẹp ngang cái thanh như thế này. Đấy thì con bia nó sẽ không dở lên được. Đó. Cái kẹp này thì nó hơi bị nhẹ các bạn có thể lấy kẹp nào mà nó chắc một tí. Đấy các bạn có thể lấy kẹp giấy cũng được. Đó, kẹp giấy các bạn kẹp rất là chắc luôn. Đấy kẹp ngang như thế này thì con bia nó sẽ không có chui ra được. Rồi, và bên này là mấy con nhỏ nhỏ. Đây là con vàng chanh nhỏ của mình nè. Đấy. Con này thì nó không có loại là phá nhiều nên mình để chiếc queo thì được rồi. Đây là con vàng chanh lớn một tí. Đấy. Con này thì nó khá là mập rồi. Đó, tối ngày ăn với ngủ thôi các bạn ơi, chứ không làm được gì hết trơn á. Đó, ok. Đây mình sẽ để chiếc queo nha. Ở đây chiếc queo thì nó có những cái lỗ thông khí nè. Cái hũ này thì mình sẽ để chung với hai con luôn. Đấy cho nên mình thấy nó khá là nóng các bạn, mình để chiếc quạt cho nó mát. Đó. Hai con thì nó rất là nóng cho nên mình để chiếc quạt cho nó mát một tí nha. Trong này thì con sóc nè. Đấy. Con sóc thì mình nuôi riêng một mình đó nha, mình không có dám để chung với con nào hết. Con sóc này thì nó gặp mấy con kia thì nó khá là hung. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Thì một tuần á, thì các bạn vệ sinh thường thường á, thì một tuần các bạn vệ sinh khoảng 3 lần nha. Đấy khoảng 2 đến 3 lần thì sẽ đảm bảo cho cái chuồng hamster của bạn nó sẽ được sạch sẽ. Còn đối với vệ sinh nước với lại xà bông như thế này á, thì nó sẽ cực hơn. Đối với những bạn nào mà lười biếng làm biếng như mình á, thì khoảng 1 tháng các bạn vệ sinh nước xà bông như thế này một lần cũng được. Còn các bạn nào mà nuôi con hay con chơi thôi đó thì các bạn có thể vệ sinh nước như thế này mỗi khi mà các bạn vệ sinh chuồng luôn cũng được. Đó. Thì nếu như mà các bạn vệ sinh chuồng hamster của bạn sạch sẽ như thế này thì thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe cho hamster của các bạn. Đấy, nó sẽ không bị những cái bệnh như lặt vặt. Đó.
và đồng thời là sẽ nâng cao cái tuổi thọ của hamster của bạn lên rất là nhiều. Và thứ hai là nó sẽ đảm bảo được cái sức khỏe của bạn đó, trong quá trình mà các bạn nựng hay là chơi đồ với nó thì đó, thì các bạn sẽ đảm bảo sức khỏe của bạn nữa. Đấy, vì thế là các bạn hãy gọi là thường xuyên vệ sinh nha. Đấy, mình thấy có nhiều bạn ở trên hội hamster, có nhiều bạn nói là cả tuần có mới vệ sinh một lần, thì mình thấy là cái chuồng của hamster của bạn nó rất là dơ luôn đó. Vì thế là các bạn nuôi hamster, các bạn chịu khó vệ sinh nha. Đặc biệt là cái lót chuồng là cái nơi mà nó đi vệ sinh rất là nhiều, cho nên là các bạn thường xuyên thay lót chuồng mới nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn yêu mến cái video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và mình hy vọng là cái video này sẽ lên được 1.000 view nhanh nhất ha. Đấy, mình chỉ ước mơ nhỏ nhỏ là được 1.000 view nhanh nhất thôi. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video ngày mốt có video nha. Ok.